Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Yoga with Brian. Brian rất vui được chào đón các bạn quay trở lại với ngày thứ 2 của series Yoga 7 ngày chăm sóc cột sống toàn diện, giúp giảm thoái hóa cột sống, nâng cao năng lượng, hỗ trợ vận động mỗi ngày. Trong ngày thứ 2 ngày hôm nay sẽ là những động tác chăm sóc toàn bộ lưng của mình từ dưới lên trên. Nếu các bạn có những vấn đề về lưng thì hãy để ý và quan sát thật kỹ cơ thể của mình trong mỗi động tác nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu bài tập ngày hôm nay. Chúng ta bắt đầu bài tập ngày hôm nay bằng cách nằm nhẹ nhàng về phía sau. Hai chân mở rộng tạo thành hình kim cương. Hai bàn chân áp lại gần nhau. Hai đầu gối mở rộng ra và để thả lỏng xuống mặt thảm. Tay của chúng ta đặt ngay dưới phần hông của mình. Cảm nhận cơ, gân ở ngay phía trong hông của mình được mở rộng ra thoải mái, thư giãn. Để cho hai đầu gối rớt xuống một cách tự nhiên theo trọng lực. Hít thở đều và nhẹ nhàng, cảm thấy thư giãn thoải mái hoàn toàn trong tư thế này. Hít to, một lần cuối hít thở vào, các bạn nhớ hít vào. Mở căng lồng ngực của mình ra và thở ra. Rất tốt, nhẹ nhàng xiết bụng của mình lại, đẩy hai chân của mình lên. Nắm lấy hai bàn chân. Mở rộng phần hông của mình ra, kéo và đẩy phần đầu gối sâu xuống thảm nhất có thể. Cảm nhận phần cơ quen queo ngay trong và phía dưới hông của mình, nó được mở ra hoàn toàn. Tại đây chúng ta nhẹ nhàng lắc người qua lại, massage hai bên lưng của mình, hai cơ bắp hai bên lưng, giữ cho lưng của mình nó được thẳng và nó vận động mỗi ngày rất nhiều. Thư giãn hai cơ bắp lưng sẽ giúp cho lưng của mình uyển chuyển và vững vàng hơn. Khi chúng ta massage lưng thì cũng nhớ mở rộng phần lòng bàn chân của mình ra, càng rộng càng tốt trong mỗi cái lần mà chúng ta lắc chân nhé các bạn. Năm, bốn, ba, hai và một. Rất tốt, nhẹ nhàng đẩy hai bàn chân lại cùng nhau, dùng tay ép hai đầu gối lại cùng với nhau, xiết cái bụng lại, đẩy ngực lên và ôm toàn bộ phần chân của mình lại cùng nhau. Rất tốt, tại đây chúng ta có thể là lắc nhẹ nhàng người trước và sau, cảm nhận lưng của mình được massage từ dưới lên trên. Nếu các bạn có những vấn đề về lưng, chúng ta hãy tập động tác này thật nhẹ nhàng. Ta chỉ cần lắc nhẹ nhàng như thế này để massage lưng dưới các bạn nhé. Việc massage này cũng giúp loại bỏ những căng thẳng ở các cơ bắp, đồng thời giúp cho máu huyết lưu thông tốt hơn. Rất tốt các bạn. Một lần cuối, hít vào, nâng lưng lên. Và tại đây hãy cùng duỗi dài chân của mình về phía trước. Đối với người mới, tại đây hãy gập chân của mình lại, nâng cao đầu gối lên, nhẹ nhàng ngả người về phía trước, kéo hai tay của mình về phía trước. Gập toàn bộ thân trên của mình, đặt ngay trên đầu gối và đùi trên của mình. Thư giãn, cảm nhận sự giãn duỗi nhẹ nhàng ở phần lưng sau. Nếu các bạn là không có nhiều những cái vấn đề lưng á, tại đây chúng ta có thể duỗi thẳng chân của mình ra và vào trong tư thế gập người trước một cách thư giãn, là đặt hai cùi chỏ ngay trên phần đầu gối của mình và nhẹ nhàng cúi người về phía trước trong tư thế ngồi gập người như thế này các bạn nhé. Một, siết chặt bụng lại, cái bụng nó chắc thì nó sẽ giúp cho cái phần lưng của mình giữ được tốt hơn. 2 3 4 và nằm. Rất tốt, nhẹ nhàng kéo tay của mình lên, đẩy lưng nhẹ nhàng về sau, ngồi thật thẳng, siết chặt bụng lại, kéo hai cái chân lại. Tại đây chúng ta lắc chân nhẹ nhàng để cái phần chân của mình nó được thư giãn các bạn nhé.
kéo chân lại, đẩy chân về phía sau, đẩy tay về phía trước ngay đầu mép thảm vào trong tư thế cái bàn. Tại tư thế cái bàn, tay đặt ngay dưới vai của mình, đầu gối đặt ngay dưới hông, lưng giữ lại tại một cái đường thẳng trung hòa, lưng kéo dài, siết chặt bụng. Tại đây chúng ta bắt đầu chuỗi động tác con mèo và con bò, làm khởi động, làm nóng, đưa năng lượng vào cuộc sống của mình. Nhẹ nhàng hít vào, nâng cao cằm của mình lên, mắt nhìn lên, trũng bụng xuống, tư thế con bò. Thở ra, đẩy cằm vào sát với lại ngực của mình, siết và đẩy cao toàn bộ phần lưng của mình võng lên, bung mở cơ vai lưng ngay phía sau lưng của mình, tư thế con mèo, rất tốt. 5 lần nữa chuỗi động tác con bò con mèo các bạn nhé. Hít vào trũng lưng xuống con bò, thở ra cong vòng cuộc sống, kéo bụng lên cao con mèo. Hít vào con bò, thở ra con mèo. Hãy để hơi thở dẫn dắt động tác một thật tốt các bạn nhé. Hít vào tư thế con bò, trũng lưng càng sâu càng tốt. Cảm nhận lưng của mình có thật nhiều khoảng không, duỗi giãn toàn bộ cơ lưng. Thở ra con mèo, siết chặt bụng, nâng cao bụng. Một lần cuối tư thế con bò, giữ trong 3 hơi thở. 1, thở đều các bạn nhé. 2 và 3, thở ra nhẹ nhàng nâng cái bụng của mình lên nè, siết thật chặt bụng của mình, cong vòng cuộc sống, siết cái mông lại luôn các bạn nhé. 1 2 3, rất tốt. Tại đây chúng ta hãy cùng thực hiện tư thế làm cho cái phần cơ lõi tại bụng của mình được săn chắc. Và khi cơ lõi được săn chắc thì cả thân mình của mình sẽ trở nên rất vững chãi. Tư thế tấm ván hay còn gọi là plank. Tiếp tục giữ tư thế con mèo, chúng ta nâng lên siết bụng lại, đẩy cao lưng của mình về sau, siết chặt mông lại. Cùng giữ trong 5 hơi thở. 1 2 3 Siết chặt bụng, đẩy cao tay, duỗi dài tay về trước, siết chặt chân của mình, siết chặt mông và bụng của mình, rất tốt các bạn. Thở ra 5, đặt đầu gối xuống mặt sàn, nhẹ nhàng hạ thấp phần ngực của mình xuống thảm, đẩy cùi chỏ của mình xuống thảm, nâng cao ngực của mình lên trong tư thế nhân sư. Mở ngực, mắt nhìn lên và cùng hít thở, cảm nhận bụng của mình trũng xuống, cảm nhận phần lưng sau được giải phóng hoàn toàn. 1 Hít thở đều, hít vào, thở ra. 2 Hít sâu, thở mạnh ra. 3 2 lần nữa, hít vào, thở. 4 Hít vào và thở ra. Cảm thấy thật là thoải mái phải không các bạn? Nhẹ nhàng hít vào, chúng ta nâng vai của mình lên và đẩy hông về sau, kéo hông lên cao vào trong tư thế cho úp mặt cuối mình. Trong tư thế cho úp mặt cuối mình, kéo dài phần xương cột của mình lên cao, nhẹ nhàng duỗi giãn thẳng toàn bộ lưng của mình. Đầu gối của mình chúng ta gập qua lại, cảm nhận sự căng duỗi gân khoeo của mình, chân phải chân trái luân phiên từng bên một. Chúng ta thực hiện 5 lần liên tiếp, chú ý hơi thở sâu đều đặn các bạn nhé. 1 2 3 4 và 5, rất tốt. Nhẹ nhàng hạ thấp hai đầu gối của mình về hai bên mép thảm, duỗi phần ngón chân của mình về sau,
mở rộng cái phần hông của mình ra, kéo hông của mình về phía sau, duỗi dài lưng của mình về phía trước. Rất tốt các bạn. Tại đây chúng ta giữ trong 5 hơi thở, cảm nhận hông của mình ép sâu, bụng của mình rụng nhất có thể. Kéo dài tay và đẩy lưng của mình về phía trước càng xa càng tốt. Cảm nhận sự giãn duỗi trên toàn bộ cột sống của mình, trên từng đốt sống một. Hít thở nhẹ nhàng và đều đặn. Một. Hai. Ba. Bốn. Và năm. Rất tốt. Chúng ta tại đây nhẹ nhàng bước đôi bàn tay của mình về bên tay phải, kéo hai bàn tay của mình về bên tay phải. Cảm nhận cái lưng của mình được kéo sâu hết mức có thể. Thư giãn phần lưng của mình tại đây các bạn nhé. Một. Hai. Ba. Bốn. Cứ để trọng lực kéo sâu cái phần lưng trên của mình, đồng thời cảm nhận phần lưng của mình được giải phóng, thư giãn, căng. Và kéo những cơ bắp tại phần lưng dưới ở ngay lưng của mình. Chúng ta hít vào, đưa tay lại ngay chính giữa thảm, sau đó đổi bên, kéo tay về bên còn lại. Cảm nhận lưng và bụng của mình trũng xuống, kéo giãn ra, giải phóng cái sự căng cứng ngay tại phần lưng dưới của mình. Một. Hai. Ba. Bốn. Và nằm rất tốt, nhẹ nhàng đẩy lưng của mình lên, rất tốt. Kéo tay lên cao, từ đây đặt hai mũi bàn chân của mình xuống dưới mặt thảm. Đẩy tay và bước về phía sau vào trong tư thế ngồi kiểu Á Châu các bạn nhé. Nhẹ nhàng đẩy chân sang hai bên, mở rộng hai cái phần đầu gối của mình sang hai bên. Tay của mình chắp lại ngay phía giữa ngực. Đẩy hai cái phần ngón tay của mình lại sát với nhau, đồng thời dùng cùi chỏ đẩy hai đầu gối sang hai bên. Cảm nhận phần hông của mình được căng mở ra tại đây, thư giãn toàn bộ những cơ hông, giải phóng cơ hông của mình. Giữ 5 hơi thở liên tiếp, hít thở đều và không gián đoạn các bạn nhé. 1. 2. 3. 4. Và nằm rất tốt, nhẹ nhàng đẩy tay của mình về phía trước. Và chúng ta từ đây có thể nằm trong tư thế Savasana để thư giãn và kết thúc bài học của mình. Bài tập đến đây đã kết thúc rồi. Brian rất mong rằng bài tập này đã mang lại cho bạn rất nhiều lợi ích sức khỏe. Nếu bạn thích video clip này, hãy nhấn nút subscribe để nhận thêm nhiều video clip trong series yoga chăm sóc cho cột sống toàn diện. Brian rất cảm ơn các bạn đã cùng tham gia lớp học ngày hôm nay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Namaste. Yeah.